Nhưng mà trong cái tóm tắt mà cái nếu mà lại thì thực ra lý giải cái câu hỏi trả lời đầu tiên ấy là music là mấy cái quan trọng. Nhưng mà cái trong cái bài trước nó có một cái lý giải còn hay nữa, tức là nếu mà chúng ta so với sự phát triển của Facebook đi, thì Facebook thì là có bạn, chúng ta là bạn với nhau, xong chúng ta recommend với nhau đi tìm bạn để mời vào. Còn TikTok này là không cần bạn vì nó tìm những ông có sở thích giống nhau theo như nó, và vì có sở thích giống nhau các ông mới thành bạn chứ không phải ngược lại. Đấy, hóa ra là em với anh cùng thích một giai điệu, em với anh cùng thích một cái này đó, và em với anh thực ra có thể cách nhau với hàng nghìn km, ông ở thành phố các dân tộc khác nhau, và các ông instantly trở thành bạn. Vì thế nó bảo là mạng xã hội phản xã hội, là vì thế tất cả mạng xã hội trước thì nằm đều dựa trên cái xã hội công đang có sẵn ở bên ngoài. Còn ông TikTok này ông ấy đặt một tiêu chuẩn xã hội khác, thì tất cả những ông nào thích cùng một giai điệu thì là bạn của nhau, thế thôi. Cái định nghĩa này cũng không dở đúng không? Đúng rồi. Đặc biệt là thế hệ mới này thích quá, phải chơi với nhau, học cùng lớp, uống cà phê với nhau mới là bạn đấy, vô lý. Đấy là thế hệ cũ, thế hệ của này đánh vào đúng cái thế hệ 19, 20 tuổi xưa nay bạn là toàn là trên, như thích cái gì đó trên mạng ấy, chứ đã gặp nhau bao giờ đâu.